Lời đầu tiên cho phép Vượng Dâu gửi tới tất cả quý vị khán giả trong nước và kiều bào ta tại nước ngoài một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính chúc cho quý vị có một năm thật nhiều đắc lộc sai tài, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. Một năm làm ăn phát tài, phát lộc, phát vinh hoa. Kính thưa quý vị là chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện những chương trình hay nhất vào những dịp Tết đến xuân về trong trung tâm Nụ Cười Vàng để dành gửi tới tất cả quý vị khán giả thân yêu. Phía sau Vượng Dâu là ngôi chùa Một Cột được xây dựng tại thủ đô Moscow của nước Nga. Theo viên mẫu của chùa Một Cột tại Hà Nội chúng ta, ngày hôm nay chúng tôi thực hiện đoạn video này với sự may mắn. Đấy là dịp đầu năm, nay là mùng 1 Tết nhưng mà tuyết rơi rất là nhiều. Mà đối với cái quan niệm của người phương Tây, mùng 1 Tết mà tuyết rơi thì năm đó sẽ là một năm làm ăn rất là tốt. Nó giống như kiểu là mưa thuận gió hòa tại Việt Nam. Nếu như mà vào dịp đầu năm và tuyết không rơi thì năm đó sẽ rất khó khăn cho việc làm ăn. Và rất may mắn là ngày hôm nay là ngày mùng 1 Tết Tây. Vượng Dâu cũng như chị Minh Hằng cùng với lại lãnh đạo của Nụ Cười Vàng Entertainment đã có mặt tại châu Âu và tới nước Nga đầu tiên để quay những đoạn phim, những đoạn phóng sự cho năm 2018. Rất mong quý vị ủng hộ cho trung tâm sân khấu Nụ Cười Vàng để cho chúng tôi có thêm nhiều động lực phát triển hơn nữa và luôn luôn mang đến quý vị những sản phẩm tốt nhất, sạch nhất và luôn luôn muốn quý vị được thăm thú khắp mọi nơi, không chỉ riêng ở Việt Nam mà có thể là các nước tại châu Âu. Lần này sẽ là quý vị sẽ được sắp tới sẽ xem những bộ phim quay tại nước Nga và Đức cộng với lại Cộng hòa Séc. Rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ trong suốt 13 năm qua. Xin chân thành cảm ơn quý vị.